Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Phước Sửu và Ngọc Ánh. À, hai tụi mình á là đang đứng tại một cái cung đường mà chắc là quý anh chị ai cũng đang thắc mắc, không biết là lạc vào một cái xứ sở nào nó đẹp như vậy, phải Ngọc Ánh? Đúng rồi, hiện tại thì anh đang đứng ở đây là một cái dự án rất là hot ở khu vực Nam Sài Gòn. Thì hiện tại bây giờ là anh sẽ mời mọi người đi tham quan một cái shop house thực tế, một cái căn hộ shop house ở đây xem như thế nào nhé. Và chúng ta sẽ cần kinh doanh buôn bán gì thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Trước khi mà kinh doanh buôn bán thì mình phải đi dạo sơ qua cái cung đường này. Okay. Nó có là phải là một cái cung đường để mình kinh doanh buôn bán hay không? Rồi nó có những cái tiện ích gì? Thứ nhất thì Phước Sửu đang đứng tại một cái cung đường như Ngọc Ánh đang nói, đó là cung đường mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. Ở đây là chỉ mới một lane, bên kia còn một lane nữa, và phía bên giữa là còn một khoảng đất trống để sau này có thể là mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ. Và đặc biệt sau này sẽ có một cái tuyến metro số 4 đi ngang qua. Và một cái điều đặc biệt nữa là đối với cái shop house của GS Nhà Bè này có thêm một cái cung đường ở đây là gần 8m. À, cung đường 8m này thì quý anh chị có thể là đậu xe nè, mua sắm và có thể di chuyển qua lại hơn những cái cung đường, những cái shop house khác trên dọc đường Nguyễn Hữu Thọ của những cái công ty khác, Ngọc Ánh ạ. Ở đây rất là tiện lợi luôn. Đúng rồi, tại vì như mình thấy là ở phía trên kia có một số dự án đó là cái chỗ đậu xe rất là khó khăn. Ví dụ như chẳng hạn đậu xe hơi là phải đậu bên ngoài, mà sắp tới là ví dụ như là công an hay là người ta sẽ dọn dẹp á, là mình rất là khó buôn bán. Tại vì là khi mà mình kinh doanh quán ăn hay là chẳng hạn như là một số cái lớp học Anh ngữ chẳng hạn á, thì mình sẽ không có chỗ đậu xe cho học viên. Và ăn uống cũng rất là mất. Đấy, chỗ đậu xe nè. Đúng rồi. Và một cái vỉa hè rất là lớn không Ngọc Ánh. Bây giờ Phước Sửu và Ngọc Ánh để ta gọi là thỏa thích là đi bộ nè, tận hưởng những cái không khí mát mẻ, rất là nhiều cây xanh tại dự án này, và mình tham quan một cái căn shop house cực kỳ đẹp này, phải không? Rồi, bây giờ là Phước Sửu mời Ngọc Ánh đi vào nha. Đây, cái căn shop house mà Phước Sửu mà đang giới thiệu cho Ngọc Ánh có diện tích là ngang 7, dài 18 và được thiết kế là một trệt, ba lầu, sân thượng áp mái. Rồi, mình vào nha. Một cái diện tích rất là hợp lý để kinh doanh shop house, tại vì bây giờ hiện tại anh thấy một số dự án là người ta chỉ có 6 thôi, nó hơi bị nhỏ. Đúng thế rồi. Này là 7 là một cái rất là hợp lý để có thể mình kinh doanh quán ăn hay là một cái trường học Anh ngữ, hoặc thậm chí là một số cái trường mầm non nho nhỏ đó, thì mình có thể mình thuê ở đây mình làm được. À, chủ đầu tư này rất là tinh tế, họ thiết kế một cái cầu thang nhỏ ngay trước một cái cửa để sau này rất là tiện lợi. Khi mà Ngọc Ánh là sở hữu cái căn số bao này thì Ngọc Ánh có thể làm một cái lối đi riêng, đi riêng lên trên, hoặc cái là Ngọc Ánh có thể là xây thêm một bức tường và đi lại, và đây là cái lối gọi là kinh doanh shop để cái đây là cái dầm của thang máy. Thì cái khoảng cũng khoảng là 5 mét mấy, 6 mét của cái mặt tiền này á, thì Ngọc Ánh có thể cho thuê riêng lẻ luôn. Thì là thuận tiện quá ha. Quá tuyệt tiện. Và Ngọc Ánh xem này, bên trong của cái shop house này á, được và thiết kế rất thoáng, đã chừa những cái hộp gen làm nhà vệ sinh. Đây là dầm của thang máy đi lên cao. Và như Ngọc Ánh xem phía sau nè, cái gọi là cái lô ra giếng trời này đây, thì Ngọc Ánh rất là rộng luôn, rất rộng phong Ngọc Ánh. Đúng rồi, bình thường mình chỉ thấy là chừa khoảng 2m, nó khá là nhỏ, thì mình nghĩ cái diện tích này chắc phải tầm 4m đúng không chú? Chính xác, quá tuyệt vời đấy Ngọc Ánh. Ở đây là 4m. Và đối với cái dãy nhà phố phía sau 2m rưỡi nữa, thì ở đây có một cái sân vườn gọi là 6m rưỡi. Nhưng Ngọc Ánh nhìn thấy một cái sân vườn rất rộng từ đầu dự án cho đến gần như cuối đuôi của dự án luôn, rất là thoáng. Tại vì bình thường mình thấy là hai cái nhà nó quá sát với nhau, nó không có được đẹp mà nó hơi bị bí đúng không? Chính xác. Này, khi ở đây có những cái sự cố cháy nổ hay là có những cái trường hợp gì thì xe cứu hỏa hoặc là những cái lính cứu hỏa nó vào rất là dễ dàng luôn đó Ngọc Ánh, tránh những cái trường hợp và những cái gọi là thương vong xảy ra. Và như Ngọc Ánh biết là đối với các chủ đầu tư GS là một cái tập đoàn gọi là chú trọng về khoảng không, cây xanh và một nơi gọi là ở tinh tế và là nơi để trở về nhà. Nên là đây Ngọc Ánh mặc dù giao thô Ngọc Ánh nhưng mà gọi là họ làm rất là tốt. Ở đây là cửa này là chống ồn và cửa nhập ha. Kính cường lực độ dày là hai lớp rồi, và đồng thời ở đây là sơn và một cái cách thiết kế giống như là châu Âu phong Ngọc Đúng Ánh. Rồi, anh rất thích cái màu sơn này nhá, nhìn nó rất là kiểu trầm mà nhưng mà nó rất là sang chứ nó không có bị quá tối á. Chính xác, nó không cổ mà cũng không có tân thời. Đúng, nó rồi. Kết hợp cả với nhau. Nhìn. Muốn cái gì là cũng có đây trong này hết. Rồi bây giờ mình vào bên trong để mình lên trên mình xem là bên trên thiết kế như thế nào Ngọc Ánh ha. Anh thích nhất là cái hộp gen để sẵn thang máy như này nè, rất là tiện, tại vì có một số dự án người ta không để sẵn á,
thì khách, những người mà người ta có cái nhu cầu mà lắp cái này rất là khó khăn khi mà mình xin. Rồi, bây giờ Phước Sửu vòng một ảnh bắt đầu mình đi lên trên cầu thang nè, để mình đi lên xem tầng 1 nè, mình có thể bố trí được những gì khi mà ví dụ mình sở hữu một cái căn số hào này phải không? Đúng rồi. Rồi, mình có thể là tối đa gọi là diện tích để vừa ở vừa cho thuê hay không ha? Đây, cái khi mà Phước Sửu và Ngọc Ánh vừa bước lên cái cầu thang thì đây là một cái dầm của thang máy, thì đây là cái thang máy. Cái thang máy thì gần như nó ôm trọn cái cầu thang luôn Ngọc Ánh. Nhưng mà cầu thang thì được đưa sát tường nên là tối đa tận dụng diện tích. Đúng rồi, không có rồi. Bị ảnh hưởng ha. Mà không gian ở đây thì khá rộng rãi và có ban công trước và phía trước thì có cửa sổ. Nên là một cái không gian khá rộng. Ở đây thì Ngọc Ánh có thể là thiết kế làm nhà hàng được nè, khách sạn được nè, quán cà phê ha. Quán cà phê được luôn. Thậm chí trường học anh nghĩ là chắc cũng được, tại vì bây giờ hiện tại những cái trường mà nhỏ nhỏ, trường mầm non nhỏ là người ta cũng chỉ thuê một cái căn như thế này thôi. Chính xác, cũng đầy đủ những tiện ích. Và những cái tiện ích thì mình sẽ là chút xíu nữa mình khám phá sau. Và bây giờ là Phước Sửu sẽ mời Ngọc Ánh đi lên tầng 2 ha. Rồi, Phước Sửu cùng với Ngọc Ánh mình di chuyển lên tầng 2 để xem cái căn shop house này á. Trong tầng 2 thì nó có cái gì đặc sắc ha? Và nó có khác với những cái căn shop house khác hay không? Nhưng mà Ngọc Ánh đang thấy là dọc theo cái cầu thang thì luôn luôn có cái hệ thống cửa đó Ngọc Ánh. Nên là tạo cái căn nhà một thoáng luôn. Rất là thoáng luôn và không có phải bị bí ha. Mình lấy ánh sáng tự nhiên luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì bây giờ ở đây là chủ đầu tư chừa những cái hộp gen. Đối với hộp gen này thì mình có thể làm cái nhà vệ sinh hay là mình làm những quầy bar. Và một cái điều đặc biệt không có những cái căn số hào khác không có, đó là có một cái ban công rất là lớn luôn. Ban công này á, là rất là chill. Mình đây có mà thể mình làm cái bàn ghế mà uống trà cà phê rồi ha, nếu mà mình ở uống trà cà phê, còn nếu kinh doanh ăn uống mình có thể mang lên đây làm một cái quán ở phía ngoài. Mình rất thích, anh ấy thích ngồi những cái quán mà có không gian như có vậy, có không gian như vậy, một cái tầm view rất đẹp, phong phóng tầm xa là những cái căn biệt thự của La Villa và Nay Sao này. Đúng rồi, cây cối ở phía trước cũng rất là thoáng chứ không đến nỗi mà một cái ban công khá là rộng. Và anh có nghĩ là cái cách thiết kế xây dựng ở đây là có cái độ cao trần khá thoáng phải không anh? Đúng rồi, độ cao trần này chắc phải trên 3m đúng không? Đúng rồi, ở dưới là gần 4m và ở trên này là khoảng 38. Anh ấy thích những cái căn mà như vậy á, tại vì là mình bố trí nó thoáng và mình để những cái đèn chùm nó đó, nó sẽ nhìn nó sẽ rất là đẹp. Đúng và rồi. Sang. Thì từng tầng thì nó sẽ có những cái lối riêng tư và mình có thể ở và cho thuê riêng biệt được anh ạ. Thì bây giờ là Phước Sửu và Ngọc Ánh sẽ đi lên tầng 3 để xem cái tầng 3 nó có gì đặc biệt so với tầng 1 và tầng 2 Ngọc Ánh ha. Một cái căn shop house gọi là tận dụng tối đa diện tích của cái căn nhà phòng Ngọc Ánh. Đúng rồi. Rồi, đối với tầng 3 này nó không phải là một cái tầng bình thường nữa, nhưng mà nó gọi là một cái căn giống như là một cái căn duplex luôn á Ngọc Ánh ạ. Nguyên một cái sàn rất là rộng, có ban công lớn, ban công nhỏ và một cái duplex bên trong luôn. Đây nữa hả? Đúng rồi. Mình có thể làm giống như cái căn áp mái đó. Chính xác, ở đây là một cái căn áp mái. Mình giống nếu như mà mình giống như là mình coi những cái bộ phim của Mỹ á, thì có những cái căn áp mái người ta làm những cái có làm những cái giường hay là những cái khu mà đọc sách rất là dễ thương. Đây, nếu mà gia đình ảnh giống như chị hai thế hệ thôi thì một cái chỉ cần một cái căn trên cùng này, duplex này á, là mình sử dụng cho được cả gia đình rồi. Và đồng thời ở trên này nè, mình có thể thiết kế một cái cầu thang lên xuống tùy thích theo của mình, và ở trên kia là một phòng và ở trên kia là có một cái sân thượng để Ngọc Ánh tha hồ trồng cây. Trên đó tha hồ mình ra đó mình trồng cây nè. Rồi chưa nói nè Ngọc Ánh, mình có thể ra được cái ban công này, ban công khá rộng nè. Nè, ở đây là tập yoga nè, nghỉ dưỡng nè. Rất là chill luôn. Rất là chill luôn. Vị trí khá đẹp phải không? Một căn shop house thiết kế rất là hài hòa. Không, chủ đầu tư ở đây họ giao rất là kỹ nha, từng đường nét nè, sơn nè, và có những cái đèn gọi là đèn có sẵn đúng không? Đúng rồi. Một cái sản phẩm cực kỳ hấp dẫn và Ngọc Ánh. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem qua cái video của Phước Sửu và Ngọc Ánh chi tiết về cái căn shop house của dự án Sanh Nhất Nhà Bè. Để có nhiều thông tin hơn nữa hoặc là đặt mua hàng thì quý anh chị alo cho Phước Sửu và Ngọc Ánh để tìm hiểu thêm về những cái dự án khác. Và nếu quý anh chị có mà ký gửi thì hãy liên hệ với tụi mình nhé. Chắc ăn rồi. Và cái số hotline bên dưới chúng em là có Zalo.
và quý anh chị có thể là ký gửi những cái sản phẩm tại đây, và đồng thời quý anh chị cần thêm nhiều sản phẩm về cái dạng xe ghép nhà bè, chọn làm một nơi an cư lạc nghiệp và sinh lời lâu dài, thì đừng quên inbox và hoặc là comment ở ngay video bên dưới, và đồng thời là bấm nút like, share và bình chọn cho kênh của tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.